Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh Đỗ Chánh Quang nhận định, cơ cấu kinh tế của Long Khánh đang chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hàng năm đạt trên 68.000 tỷ đồng. Thành phố Long Khánh có hai khu công nghiệp Long Khánh và Suối Tre có 65 nhà đầu tư với tổng diện tích cho thuê trên 265 ha. Hiện Long Khánh đang phấn đấu đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại 2, trở thành đô thị hạt nhân của vùng kinh tế Đông Nam của Đồng Nai. Thành phố Long Khánh đề ra định hướng về quy hoạch và phát triển thành phố trong thời gian tới như ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông theo hướng hiện đại nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ, tập trung đầu tư các công trình quan trọng mang tính đột phá gắn với kết nối liên kết vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã phối hợp với đơn vị tư vấn là công ty Nisken và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai thực hiện các trình tự, thủ tục lập hồ sơ quy hoạch theo đúng các quy định của luật và các nghị định và thông tư hướng dẫn. Kết quả, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Khánh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Long Khánh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo theo tiến độ và chất lượng được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cao Tiến Dũng kỳ vọng lãnh đạo thành phố Long Khánh cũng như các cấp sở ngành cần xác định rõ trách nhiệm, vai trò, đóng góp cho quá trình đầu tư xây dựng phát triển thành phố Long Khánh một cách tích cực nhằm rút ngắn thời gian xây dựng phát triển, hình thành sớm một đô thị hạt nhân, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và tỉnh Đồng Nai. Việc phê duyệt và ban hành đồng thời đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2040 và tầm nhìn 2050 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã khẳng định vai trò quan trọng của thành phố Long Khánh trong sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nói riêng và của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Đây là một sự thuận lợi để triển khai thực hiện các quy hoạch đồng bộ, khả thi, không còn chồng chéo, tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển đô thị. Đồng thời, trong nội dung các quy hoạch được phê duyệt lần này đã quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường nhằm đảm bảo phát triển đô thị xanh và bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thành phố Long Khánh cần quan tâm thực hiện một số vấn đề như lập chương trình hành động, kế hoạch đầu tư cụ thể theo từng thời kỳ, từng giai đoạn, khẩn trương triển khai thực hiện lập quy hoạch phân khu được xác định theo hồ sơ quy hoạch chung để làm cơ sở thu hút nguồn lực đầu tư. Đẩy nhanh quá trình hình thành đô thị, xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư về hạ tầng, xác định các nhân tố chính yếu tạo nguồn lực phát triển đô thị, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt, v.v.